Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì buổi chiều muộn mình lại tiếp nhận một chiếc xe SH125 của khách hàng mang đến để cho mình kiểm tra giúp với một cái bàn bệnh rất là quen thuộc là đi trên đường tăng tốc bị hụt ga. Vâng, nhất là phần tốc độ ở cuối tay ga. Và bây giờ thì mình cũng tranh thủ buổi tối mình kiểm tra chiếc xe này với máy Motosikentap phiên bản V2.3 mà mình cũng mới cập nhật. Vâng, buổi tối rồi anh em nhé. Cửa hàng cũng đã đóng cửa và bây giờ cũng là gần 8 rưỡi rồi anh em ạ. Mình cũng tranh thủ buổi tối chứ ban ngày. Hôm nay là ngày chủ nhật, đấy, một ngày có thể là làm việc cũng hết công suất. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra để mình kiểm tra nhé. Rắc đọc lỗi đã. Mình tháo ra đã. Xe này SH đời 2018. 2018 ghi ở trên gáy xe luôn anh em ạ. Được, bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối máy nhé. Được, bây giờ tất cả các máy anh em mà có phiên bản Motokentap V2.2 thì anh em cũng cập nhật đi nhé, lên 2.3 luôn. Được. Vâng, còn những sợi cáp đa năng thì mình cũng đã giới thiệu nhiều với anh em rồi, nhưng mà những anh em mà chưa nắm được thì anh em cũng nên biết tới là bây giờ là có cáp đa năng rồi nhé. Đấy, tất cả những máy phiên bản V2.3 cung cấp cho anh em bây giờ là cũng là đều cáp đa năng hết rồi, đúng không ạ? Đấy, còn những anh em trước đây mua mà chưa có cáp đa năng, đấy, mà cắm nó rất là khó khăn, đúng không ạ? Cắm rất lẻ đấy, mà anh em cần những cái sợi cáp đa năng như thế này, đúng không ạ? Cắm không cần nhớ thuộc gì cả, đúng không ạ? Cắm phát là ăn ngay, thì anh em liên lạc với mình nhé. Với những mỗi sợi cáp như thế này là 500.000 một sợi nhé. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên lạc với mình nhé. Số điện thoại mình hay để ở cuối video. Rồi. Rất là nhanh đúng không ạ? Mình tiến hành đánh thức ổ khóa. Vâng. Bây giờ mình sẽ vào máy Motosikentap phiên bản V2.3. Vậy thì với cái phiên bản này thì anh em nào đã dùng rồi thì anh em thấy có một cái chức năng rất là hay, đúng không ạ? Kiểm tra trực tiếp cảm biến vị trí bướm ga luôn. Rất là tuyệt vời. Vâng, hôm nay mình sẽ thao tác mình kiểm tra luôn với cái xe này xem là có đúng bị cảm biến vị trí bướm ga không. Vì mình cũng đã thay thế một số cảm biến vị trí bướm ga ở dòng xe này rồi. Cũng hay hỏng đấy anh em nhé. Mình để gần vào đây để cho anh em theo dõi cho nó dễ, đúng không ạ? Anh em vào luôn phần kiểm tra ESU, cảm biến, cơ cấu chấp hành. Cảm biến. Vậy thì anh em bấm vào phần cảm biến này thì sẽ cho ta rất nhiều thông tin của các cảm biến, đúng không ạ? Từ cảm biến HOCKP là một cảm biến mà dùng cáp riêng. Đấy, anh em cũng đã nắm được rồi. Đấy, cho tới các cảm biến tốc độ bánh xe. Đấy, cảm biến tốc độ xe, đúng không ạ? Rồi cảm biến nhiệt độ động cơ, cảm biến oxy, rồi cảm biến nhiệt độ khi nạp, IAT, vân vân. Vậy thì với phiên bản V2.3 lần này thì anh em đã được sử dụng tới chức năng là gì? Có chức năng là cảm biến vị trí bướm ga, kiểm tra luôn trực tiếp cảm biến thông qua đường truyền dây cala. Đấy, đặc biệt là rất hay ở một cái chỗ là lại kiểm tra cảm biến nhưng lại thông qua dây cala, chứ anh em lại không phải mua cáp riêng. Đấy, tương tự như vậy thì cảm biến áp suất MAP
cũng vậy đúng không ạ, cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp, cũng kiểm tra chất lượng cảm biến thông qua đường truyền dây cala, có nghĩa là dây đọc xóa lỗi cáp DLC01 mà anh em lại không phải mua cáp riêng đấy. Phải nói phiên bản này rất là tuyệt vời mà công ty cho ra cái phần mềm lần này là rất là hay anh em ạ. Đấy, ngoài ra thì chắc chắn trong tương lai anh em sẽ còn được cập nhật tất cả những cái kiểm tra trực tiếp các cảm biến như thế này. Đấy, rất là hay đúng không ạ, anh em chờ cập nhật những phiên bản kế tiếp, rất nhiều tính năng hiện đại đã được chờ sẵn ở trên màn hình rồi đúng không ạ. Trước mắt thì anh em kiểm tra được gì, cảm biến hô CKP này, kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga này, viết tắt là TP này, và kiểm tra được cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp IMAP. Vâng, vậy thì anh em sẽ chờ những phiên bản kế tiếp để được cập nhật những cái tính năng kiểm tra các cảm biến tiếp theo nhé. Anh em yên tâm, ít nữa xe anh em sẽ còn được cập nhật lên phiên bản V2.4 nhé. Đây là V2.3, rồi anh em sẽ được cập nhật lên V2.4, rồi kiểm tra được cả cụm đèn LED lẫn cụm đồng hồ luôn. Đấy, rất tuyệt vời. Vâng, bây giờ mình sẽ kiểm tra cảm biến TP, cảm biến vị trí bướm ga. Rồi, sau đó anh em kiểm tra hãng xe nào thì anh em bấm vào hãng xe đó đúng không ạ. Trước mắt thì với phiên bản này thì kiểm tra được hai hãng rất là phổ thông, một là hãng của Honda, hai là hãng Yamaha. Hai hãng xe có thể nói là chiếm vị thị phần lớn nhất ở trên thị trường Việt Nam này, đặc biệt là hãng Honda đúng không ạ. Anh em bấm vào đây. Vâng, thông báo đây là chức năng kiểm tra chất lượng cảm biến vị trí góc mở bướm ga, viết tắt là TP, mà khi đọc bằng máy chẩn đoán không có mã lỗi OBD cho cảm biến TP đúng không ạ. Chức năng này thực hiện kiểm tra chuyên sâu lỗi trong giải của cảm biến TP trực tiếp trên xe thông qua hệ thống OBD. Vâng, kết nối như bình thường thôi đúng không ạ, kết nối như bình thường. Đấy, như đọc xóa lỗi bình thường thôi. Đấy, vẫn là cáp DLC01 đúng không ạ. Rất hay là cái chỗ là mình đã nói với anh em ấy là không phải là cáp riêng, không cần mua cáp riêng mà lại đọc thông qua đường truyền cala, kiểm tra thông qua đường truyền cala chất lượng cảm biến vị trí bướm ga. Rồi, bấm nút này, anh em nhìn bấm nút lệnh này. Đấy, sau đó xoay chậm từ từ đều đặn tay ga đến khi bướm ga mở hết và giữ tay ga ở vị trí mở hết đó khoảng 3 giây. Vâng, mình làm đúng theo máy hướng dẫn nhé. Rồi, máy phát hiện ra ngay anh em ơi. Vậy thì cảm biến vị trí bướm ga này bị hỏng rồi. Với xe này thì chắc chắn mình chỉ nghe khách tả mình cũng đã áng được rồi. Bởi vì nói đúng ra mình sửa những cái bệnh này tương đối hay gặp ở với cái dòng xe này. Đấy, mình cũng không hiểu tại sao hãng Honda nhưng mà lại với cái cảm biến vị trí bướm ga của cái dòng xe này lại hay hỏng. Đấy, lỗi bên trong cảm biến TP có thể do tiếp xúc tiếp điểm trượt bên trong kém, vành than bị mòn hoặc rỗ tiếp xúc kém. Vâng, vậy thì mình đã rõ rồi, anh em cứ tự tin mà thay thôi đúng không ạ. Anh em cứ tự tin mà thay thôi, không cần phải lăn tan làm gì nữa nhá. Mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa, và mình đây là mình kiểm tra luôn cái chức năng mới nhất được trang bị trên máy Moto Centaf phiên bản V2.3 lần này. Vâng, anh em mình thoát hẳn ra nhá, mình thoát hẳn ra để anh em chưa nắm được thì anh em cũng nắm được luôn. Anh em phải vào từ đâu nhá, anh em bấm vào phần mềm Moto Centaf. Vâng, anh em đợi kết nối đã. Vâng, kết nối thành công đúng không ạ. Vậy thì anh em vào luôn phần kiểm tra ESU cảm biến cơ cấu chấp hành luôn, mà anh em chưa cần kết nối với hệ thống OBD trên xe đúng không ạ. Anh em bấm vào đây cho mình. Rồi, anh em kiểm tra phần cảm biến này đúng không ạ. Rồi, cảm biến vị trí bướm ga. Rồi, của hãng Honda. Tiếp theo, rồi mình làm đúng như máy hướng dẫn nhá. Bấm nút, rồi xoay đó xoay chậm từ từ, đều đặn tay ga
đến khi bướm ga mở hết và giữ tay ga ở vị trí mở hết đó khoảng 3 giây. Vâng, mình sẽ bấm và mình làm theo máy hướng dẫn. Vâng, vậy thì cứ kiểm tra đi, kiểm tra lại thì máy cũng cho ta thông số là chính xác với một cảm biến lỗi bên trong, đúng không ạ? Vậy thì với chức năng này thì anh em chả phải đo đạc gì, đúng không ạ? Đấy, rất là hay. Bây giờ tiện thì mình cũng lại quay lại cái kiểm tra vị trí bướm ga thông qua đường truyền Kala nhưng kết nối với hệ thống OBD trên xe xem sao nhé. Mà trước đây mình cũng rất hay làm, bởi trước đây thì chưa có chức năng kiểm tra trực tiếp cảm biến như thế này, đúng không ạ? Đấy. Và bây giờ mình lại quay lại kiểm tra kiểu cũ trước đây xem với một cái đồng hồ giao diện đồng hồ như vậy thì thế nào nhé. Vâng, đây là xe SH125 đấy, 150, đời sản xuất từ năm 2017 đến năm 2019. Vâng, mình thử đọc mã lỗi xem có không nhé. Đọc mã lỗi này. Vâng, anh em thấy không? Không có mã lỗi. Vâng, không có mã lỗi lưu trong ECM. Bạn có muốn thực hiện chức năng chẩn đoán nâng cao không? Vậy thì với một cái lỗi mà có thể là lỗi, đây người ta gọi là lỗi trong giải, đúng không ạ? Vậy thì lỗi trong giải thì không bao giờ hệ thống chẩn đoán mã lỗi OBD có thể là tìm ra được. Và nếu như một chiếc máy đọc xóa mã lỗi thông thường, chẩn đoán mã lỗi thông thường thì sẽ không tìm ra cái lỗi mà trong giải như thế này, đúng không ạ? Anh em thấy là gì? Rõ ràng mình đọc mã lỗi không có nhưng cảm biến vẫn hỏng là bình thường. Đấy. Vậy thì bình thường anh em nhìn, nếu như mà xe mà đã có mã lỗi thì đó là có thể nói là cái lỗi nó quá tầm thường rồi, đúng không ạ? Nhiều khi nhiều người người ta cũng chả phải là thợ, người ta chỉ vào người ta search Google người ta cũng biết đó là cái lỗi gì. Đấy. Nhưng với cái lỗi mà cảm biến vẫn đang hỏng mà lại không có mã lỗi, lỗi đấy người ta gọi là lỗi trong giải và lỗi đấy mới là khó tìm, đúng không ạ? Lỗi đấy mới là khó tìm. Vâng. Vậy thì để mà tìm được những cái lỗi trong giải thì một là anh em phải có phương tiện, đúng không ạ? Ví dụ như máy chẩn đoán lỗi. Đấy, hai là anh em với những cái máy mà không có những cái chức năng cao cấp như máy MotoSyntax như này thì ngoài phương tiện anh em còn phải có kiến thức, đúng không ạ? Nhưng với máy MotoSyntax thì anh em thấy là gì? Máy đã chẩn đoán cho ta rất là chính xác. Đấy, trang bị chúng ta đến tận răng rồi. Đấy. Tất cả những cái gì mà chúng ta không biết nhưng chúng ta cứ nhờ máy kiểm tra thì máy cũng đã bảo cho chúng ta biết chính xác luôn. Vâng. Vậy thì đây là một cái giao diện để kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga mà mình cũng đã từng lên nhiều video trước đây. Vâng. Vào phần thông số hiện hành và anh em bấm vào cái phần có cái đồng hồ như thế này, đúng không ạ? Giao diện như này. Đấy. Và anh em kiểm tra vị trí bướm ga cho mình với cái giao diện cũ này cũng được, đúng không ạ? Nhưng cái giao diện mới ở phiên bản V2.3 như vừa rồi mình kiểm tra ngay từ đầu mới là tuyệt vời anh em nhé. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra này, mình xoay tay ga chậm này. Vâng, hỏng rồi anh em ơi, hỏng chưa? Đấy, mình ga kịch ga có 6 độ đúng không ạ? 6 độ. Vâng, đây là kịch ga nhá. Mình bắt đầu trả tay ga về này. Mình bắt đầu trả tay ga này. Rồi, trả tay ga thì lại bắt đầu là vượt lên, đúng không ạ? Vậy thì ga kịch ga thì là, đây mình ga kịch ga luôn này. Đấy, thì chứng tỏ là xe bị lùi lại không lên được. Vâng, đúng như miêu tả của khách hàng. Khi mà khách hàng ga kịch ga thì lại xe lại khự lại không lên được. Nhưng trả tay ga về một tí thì lại xe lại lên. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Và lần này thì với phiên bản V2.3 thì có thể nói là tốc độ đáp ứng rất là nhanh, đúng không ạ? Đấy. Tốc độ đáp ứng rất là nhanh. Đấy. Mình ga lên rất là nhạy, đúng không ạ? Trước đây có thể anh em ga lên thì một tí kim mới lên, đúng không ạ? Đấy. Hoặc anh em trả tay ga về một tí kim mới về. Nhưng bây giờ anh em trả về cái là về ngay. Vậy thì cái tốc độ rất là nhanh, đáp ứng rất nhanh. Đấy. Rồi, hỏng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng không ạ? Vậy thì với chức năng kiểm tra, với chức năng kiểm tra mà bằng thông qua đường truyền Kalai, đúng không ạ? Và kiểm tra trực tiếp cảm biến thì máy cho ta biết kết quả luôn, không cần phải qua cái chức năng với cái giao diện vừa rồi như ngày trước nữa, đúng không ạ? Và anh em rất là nhàn, mình thấy quá tuyệt vời luôn ở cái phiên bản này, đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Vâng,
Vậy thì những anh em chưa nắm được thì anh em đã rõ chưa ạ? Đúng không ạ? Anh em vào đúng cái phần kiểm tra cảm biến cho mình. Đúng không ạ? Mình làm nhanh nhé. Honda này. Vâng. Rồi. Mình làm nhanh. Đây là mình làm nhanh nhé. Vừa rồi mình làm chậm anh em biết rồi. Vâng. Mình ga tay ga để cho anh em thấy này. Vâng. Máy báo chết cảm biến luôn. Quá tuyệt vời luôn. Thôi bây giờ mình thay cảm biến thôi. Đúng không ạ? Đó, bây giờ thì buổi tối thì cũng nhàn nhã thôi. Mình cũng tháo dỡ ra xong mình thay cảm biến và sáng mai mình giao xe cho khách hàng thôi. Chắc chắn thì mình cũng cho khách hàng xem video này luôn. Đúng không ạ? Cho xem luôn. Đấy, để khách hàng cũng nắm được. Đúng không ạ? Vâng. Xe này đến từ Hải Phòng. Biển 15 anh em ạ. Biển 15 đến từ Hải Phòng. Đấy. Giờ mình tiến hành mình tháo dỡ nhá. Đấy. Thì cái công đoạn tháo dỡ đấy thì mình xin phép thôi, không quay lại nữa vì cái thời lượng video nó dài ra, đúng không ạ? Tháo dỡ thì nó dễ rồi. Đấy, thì mình tạm dừng nhá, mình tháo đã. Vâng, mình cũng đang tháo ra đây anh em ơi, rất chặt nhá. Cái rắc này. Đấy, rắc là rất chặt nhá. Đấy. Anh em tháo cái cổ hút ra, anh em xoay lên thì nó dễ hơn, đúng không ạ? Đấy. Sau đó anh em tháo rắc ra. Đấy, và anh em bắn hai con ốc ra là xong. Rồi, mình tiếp tục mình lắp nhé. Đây thì cảm biến mình cũng đã có sẵn chuẩn bị đây rồi, đúng không ạ? Đấy. Lúc nào mình cũng có nhiều cái cảm biến này để thay. Đấy, bởi vì anh em biết nhé, cái cảm biến này giờ mình thấy là rất hay hỏng đấy nhé. Với những cái dòng xe này thì mình thấy hay hỏng lắm. Đấy, nên anh em nên chữ cho mình cảm biến để mà khi mà xe khách hàng đến hỏng thì anh em cũng có thay ngay nhé. Đấy, còn nếu mà nói về giá đấy thì mỗi một vùng, mỗi một nơi thì có một cái giá khác nhau. Đấy, cũng như là chất lượng cảm biến nhập vào nhé. Đấy, chất lượng cảm biến nhập vào. Đấy, mình thấy trên mạng ấy thì nhiều chỗ bán những cái cảm biến này rất là rẻ. Đấy, nhưng mình nghĩ những cái cảm biến này nó sẽ không đảm bảo chất lượng đâu. Anh em phải tìm được nguồn cảm biến chất lượng phải tốt nhé. Đấy, chứ không được vài hôm lại hỏng thì cũng không ăn thua đâu. Đấy. Và mỗi nơi có một giá tiền công có thể nói là khác nhau, đúng không ạ? Đấy, không nơi nào giống nơi nào ạ. Đấy, cho nên là nhiều khi anh em cứ hỏi giá ở trên kênh thì mình cũng xin được phép là mình cũng tôn trọng anh em thợ, mình cũng không bao giờ mình nói giá trên kênh nhé. Bởi vì mỗi một chất lượng cảm biến nguồn anh em nhập nó có giá khác nhau, và mỗi một vùng, một nơi tùy từng địa phương đấy có những cái giá khác nhau, không có nơi nào giống nơi nào cả nhé, đúng không ạ? Thành phố khác, nông thôn khác, đúng không ạ? Nguồn chất lượng cảm biến khác nhau. Đấy, cho nên là nó chả có một cái giá nào quy định cả, đúng không ạ? Đấy, cho nên là anh em phải hết sức thông cảm nhé. Đấy, nhiều anh em cứ hỏi bọn anh ơi thay cái giá cái cảm biến này bao nhiêu hay cái nọ cái kia bao nhiêu thì mình cũng xin phép là mình cũng không được trả lời trên kênh nhé. Đấy, anh em cũng hết sức thông cảm, đúng không ạ? Bây giờ mình tiến hành mình tháo và mình thay cảm biến của mình vào, xong mình kiểm tra luôn ở trên máy để cho anh em thấy cái kết quả của máy kiểm tra cho chúng ta xem có chính xác hay không nhé. Vâng, đây là cảm biến mình cũng đã tháo ra đây. Cảm biến cũ đây. Đấy. Vâng, rất hay hỏng đúng không ạ? Đây là cảm biến mới, mình sẽ lắp vào cho khách hàng luôn. Mình cũng đã lắp xong cảm biến của mình vào. Vâng, có tem đàng hoàng đúng không ạ? Đấy, và bây giờ mình tiến hành mình lắp ráp nhé, xong mình kiểm tra luôn. Vâng, mình cũng đã lắp ráp xong rồi anh em ạ, cũng nhanh thôi, không có cái gì là lâu la cả, đúng không ạ? Xong, tất cả đã vào đúng vị trí. Đấy, cảm biến vị trí bơm ga nằm ở dưới đây, đúng không ạ? Đây là van IACV. Đấy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình dùng máy MotoCanTab phiên bản V2.3 mình lại kiểm tra luôn nhé. Rồi, đánh thức ổ khóa. Mình sẽ vào từ đầu luôn. Vâng, mình tiếp tục vào phần kiểm tra trực tiếp luôn cảm biến nhé. Kiểm tra ECU, cảm biến cơ cấu chấp hành
vào thẳng luôn. Cảm biến vị trí bơm ga Honda. Tiếp theo. Rồi, bây giờ mình làm theo máy. Sau khi ta đã thay cảm biến mới, kiểm tra luôn. Mình xoay tay ga này. Vâng, giữ nguyên tay ga 3 giây. Vâng. Vậy thì với kết quả một cảm biến mới thì anh em thấy là gì? Máy đã cho ta kết quả chính xác luôn. Cảm biến tốt. Vâng. Chắc chắn là cảm biến tốt rồi. Còn cảm biến hỏng thì đây. Anh em này. Đây. Đấy. Cũng rất may là khách hàng cũng mang đến cho mình cái xe này buổi chiều muộn. Đấy, cho nên là khách hàng cũng để ở đây để cho tối mình kiểm tra. Vâng, mình cũng tranh thủ cũng làm video này để anh em chưa biết tới máy Mohuntac với chức năng mà được cập nhật mới phiên bản V2.3 lần này, kiểm tra chất lượng cảm biến TP. Vâng, cảm biến vị trí bướm ga rất là nhanh và chính xác. Đấy, tiết kiệm thời gian cho anh em, mà khách hàng nhìn thấy thì cũng rất là thuyết phục, đúng không ạ? Vâng, vậy thì mình kiểm tra thế là cũng đã tuyệt vời rồi, nhưng mình lại muốn kiểm tra bằng giao diện cũ nữa để anh em thấy, đúng không ạ? Đây là kiểm tra với chức năng mới có, đúng không ạ? Thì anh em áp dụng thì anh em kiểm tra rất nhanh. Vâng, vậy thì bây giờ mình lại quay lại với kiểu kiểm tra truyền thống một tí nữa xem sao, bởi vì buổi tối thì mình cũng nhàn rỗi mà. Đấy, cho nên mình cũng muốn làm lại theo như những lần trước mình làm, đúng không ạ? Anh em vào tìm xe tự động. Vâng, kết nối. Anh em làm xong thì anh em nhớ cứ thực hiện cái thao tác là xóa mã lỗi và khôi phục lại ECM nhé. Vâng, bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối với hệ thống động cơ này. Mình vào thông số hiện hành luôn. Đấy, tí nữa thì mình sẽ thực hiện những cái thao tác xóa mã lỗi rồi khôi phục lại ECM sau, đúng không ạ? Đấy, để mình vào đây để cho anh em thấy luôn. Vâng, đây là cái giao diện quá bình thường rồi. Đây, giao diện mà trước đây mình hay dùng, mà anh em cũng áp dụng rất là nhiều, mà rất dễ kiểm tra. Vâng, một cái giao diện tuyệt vời luôn. Mình thấy quá tuyệt vời, mà dễ kiểm tra. Đây chính là cái giao diện có chiếc đồng hồ kiểm tra cảm biến vị trí bơm ga TPS luôn. Mình ga dần nhé. Vâng, với một cảm biến mới, vừa mới thay thế xong. Phiên bản lần này có thể nói là máy đáp ứng rất nhanh, đúng không ạ? Ga lên là cũng kim lên luôn, không có độ trễ nữa. Rồi, mình giữ nguyên tay ga. Vâng, anh em nhìn thấy là 70 mấy độ ạ, 71 độ. Đúng không ạ? Mình đứng hơi xa màn hình quá mà. Đấy, mình còn đang đứng ở mái xe này để mình ga cơ. Đúng không ạ? Mình đang giữ ga nhé. Đấy. Rồi, mình trả tay ga. Rồi, kim cũng về luôn. Mình ga lại một lần nữa này. Vậy thì với máy thì anh em thấy rồi. Tìm bệnh cho ta rất là nhanh, đúng không ạ? Đấy, tiết kiệm thời gian công sức. Đấy, để ta còn đi làm việc khác, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà nói đúng ra ngày nay mà vừa sửa những xe phun xăng điện tử thế hệ mới mà anh em mà không có máy móc ấy, thì thực tế là rất là khó khăn. Đấy. Đây là một trường hợp lỗi cảm biến vị trí bướm ga trong giải và không có mã lỗi OBD, đúng không ạ? Đấy, không có mã lỗi OBD. Cho nên với phương pháp đọc mã lỗi như thông thường là anh em không thể tìm ra bệnh được. Đấy, bởi vì đọc có mã lỗi đâu, đúng không ạ? Đấy, không có mã lỗi. Vâng. Vậy thì làm xong thao tác này rồi thì anh em nhớ là gì? Anh em cứ xóa mã lỗi đi cho mình, mặc dù không có nhá, anh em cứ làm đi, nó không thừa đâu. Đấy. Rồi, xóa mã lỗi thành công. Sau đó anh em tiến hành khôi phục lại ECM và anh em cho nổ máy 10 phút nhá. Là xong, đúng không ạ? Đấy, để ECM thiết lập lại, đúng không ạ? Rồi, ok. Vâng, bây giờ mình cho nổ máy 10 phút. Đấy. Khả năng mình nổ máy mình cũng phải mở cửa ra xong bật quạt lên, chứ trong nhà rất là bí, đúng không ạ? Mình đang đóng cửa mà. Đấy. Bây giờ là cũng 9 giờ 5 rồi anh em kìa. Đấy, 9 giờ 5 rồi. Đấy. Rồi, mình làm xong video này là có thể nói là 9 giờ 5 phút, đúng không ạ? Tối ngày Chủ nhật. Vâng, video này thì mình làm mà mình cũng đăng luôn cho anh em tham khảo nhé. Mình cho nổ máy. Rồi, nổ luôn rồi.
Vậy thì anh em thấy là máy Motion Tap tìm bệnh rất là nhanh đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Với phiên bản V2.3 này mình thấy là có cái phần cảm biến vị trí bơm ga, cảm biến để mà tính tải động cơ đúng không ạ? Một cảm biến rất hay bị lỗi. Đấy, có thể nói rất hay bị lỗi. Tìm rất là nhanh. Chức năng kiểm tra cảm biến và MAP thì cũng có, anh em có thể cũng áp dụng để kiểm tra cảm biến MAP bị lỗi nhé. Nhanh lắm, quá tuyệt vời luôn. Vâng, vậy thì mọi thông tin anh em quan tâm tới dòng máy đọc lỗi Motion Tap phiên bản V2.3 lần này thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình đúng không ạ? Với một cái số máy điện thoại rất là quen thuộc đúng không ạ? Anh em cứ kết bạn Zalo với mình đúng không ạ? 0979 407116, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Tất cả các sản phẩm đấy, từ các dòng máy Motoken, từ Motoken CE phiên bản tiết kiệm chi phí, với phiên bản tiết kiệm chi phí thì là phù hợp cho những anh em dùng ít, không cần những cái chức năng nâng cao. Phiên bản này 8.300.000 đồng cũng dùng cáp mới hết nhé. Còn anh em cần những cái chức năng nâng cao thì anh em phải dùng tới Motoken Tap rồi đúng không ạ? Đấy. Rồi các bộ kiểm tra áp suất nén trong xi lanh và áp suất nhiên liệu, một bộ đồng hồ 2-in-1 riêng phần đồng hồ của Hàn Quốc anh em nhé. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ đến từ Hàn Quốc. Đấy, mà công ty cũng đã lựa chọn nhà sản xuất đồng hồ rất là uy tín đúng không ạ? Vâng. Đấy. Đây là tem bảo hành của công ty. Đấy. Đây là tem của nhà sản xuất đúng không ạ? Rất là rõ ràng. Anh em biết rồi, tất cả những cái thiết bị đo lường mình vẫn nói là cần phải chính xác. Nếu không thì anh em sẽ bị định hướng sai, đúng không ạ? Vậy thì anh em chỉ cần mua một chiếc đồng hồ này thì anh em đã có được hai chức năng. Vừa đo áp suất nén trong xi lanh, nhưng anh em cũng được đo áp suất nhiên liệu luôn. Đấy, cho nên là anh em chỉ cần mua một chiếc đồng hồ mà anh em đã thực hiện được hai chức năng nhé. Đấy. Thì mình vẫn nói rồi, phần giá trị nhất là phần đồng hồ. Đấy. Còn ngoài ra các đầu rắc nối thì đầu chuyển đổi thì hoàn toàn bằng đồng hết anh em ạ. Toàn bằng đồng hết. Đấy. Đấy. Hoàn toàn bằng đồng hết. Và giá trị nhất thì vẫn cứ là phần đồng hồ rồi, đúng không ạ? Trong đó thì có sách hướng dẫn sử dụng luôn. Anh em mua về là anh em có sách hướng dẫn sử dụng nhé. Rồi các thông tin ở trên bộ sách đều có, đúng không ạ? Vâng, ngoài ra thì mình cũng cung cấp bộ đồng hồ đo điện của hãng Kyojitsu. Vâng. Một hãng đến từ Nhật Bản. Vâng, với chiếc đồng hồ này thì anh em biết rồi, những anh em đã dùng rồi thì anh em chả lạ gì đúng không ạ? Đấy, thông tin rất là chính xác. Đặc biệt là với những cái chức năng ở trên đây thì rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, chỉ có đo điện xoay chiều, một chiều, đo ôm, đo thông mạch, đo diode thì cùng một nấc này đúng không ạ? Đấy, anh em chỉ cần chuyển đổi cái nút vàng này thôi đúng không ạ? Nấc này là nấc reset. Đấy. Thế rồi là đo dòng gió, đo cường độ dòng điện nằm bên đây đúng không ạ? Milliampere, ampere, vân vân. Đấy. Rất là đơn giản thôi. Đấy. Anh em không cần phải chuyển các thang đo điện áp đúng không ạ? 20V hay 60V hay 100V DC hay là AC vân vân là không cần nhé. Mà các giải điện áp là hoàn toàn tự động. Vâng. Một chiếc đồng hồ đến từ Nhật Bản của hãng Kyojitsu. Rất là bền bỉ, thông tin rất là chính xác trong nhiều năm. Vâng. Vậy thì trong bộ đồng hồ thì còn có gì? Que đo đúng không ạ? Đấy, có bộ que đo theo đồng hồ luôn và hai quả pin theo máy nhé. Vậy thì anh em quan tâm tới các bộ đồng hồ này đấy, thì anh em cứ liên lạc với mình. Đấy. Ngoài ra thì các bộ cáp kiểm tra các ECM nhỏ đấy, rồi các kiểm tra cáp kiểm tra ECM dòng đề ACG đúng không ạ? Công ty vừa mới ra mắt. Rồi cáp kiểm tra IACV, ISC, rồi cáp kiểm tra CKP của dòng CD ACG mình vẫn thường lên kênh, là mình cũng đều rất đầy đủ để cho anh em nhé. Vâng. Và về cuối video thì mình cũng qua video này, mình cũng xin chân thành cảm ơn anh Tùng nhé. Anh đến từ huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Anh cũng ủng hộ mình một bộ máy Motoken Tap. Vâng, một bộ máy Motoken Tap phiên bản V2.3. Và anh cũng ủng hộ mình luôn hai sợi cáp kiểm tra hai van gió giao ti tự động đúng không ạ? Van IACV và van ISC của hai hãng Honda và hãng Yamaha. Vâng, với một sợi cáp này anh em kiểm tra được hai van gió luôn đúng không ạ? Và
sợi cáp CKP, kiểm tra CKP của dòng xe đề ACG, anh em kiểm tra được 3 hãng xe, đúng không ạ? Hãng Honda, hãng Yamaha và hãng Piaggio. Vâng, vậy thì một lần nữa xin cảm ơn anh đã ủng hộ đại lý của mình những bộ máy motion tap cũng như là những sợi cáp như thế này nhé. Vâng, một anh em thợ xe đến từ huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Vâng, mình cũng xin cảm ơn anh nhé. Và cũng xin cảm ơn tất cả anh em thợ trong cả nước đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Vâng, vậy mọi chi tiết anh em cần sản phẩm gì thì anh em cứ liên lạc với mình theo số máy điện thoại trên màn hình. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.